xin chào tất cả mọi người, nay chia sẻ với mọi người cách mình dùng phân thuốc để kích hoa cho năng kiếm nhá. Có nghĩa là bây giờ mọi người phải trước khi kích, ấy, mọi người phải hiểu này, cái chậu của mình có khỏe không? Nếu mà cái chậu mới trồng thì thôi các bạn đừng 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 kích làm gì cả. Mình nói thật đấy, các bạn mới mua một thân về các bạn trồng mục đích là gì nhân giống. Còn bây giờ thì có nhiều bạn chưa có mà nhưng mà cứ thấy người ta nghe đến cái từ kích là các bạn đi mua về các bạn kích một thân trồng nó chưa ra rễ đã kích cái gì? lúc đấy chỉ chăm làm sao để ra dễ cái con cái thân mẹ già quá thì cái con nó ra đẻ ra thì cái con nó mới ra dễ chứ đừng có nghĩ là cái thân mẹ thân già đấy có có cái trường hợp thân thân mẹ ấy, vẫn ra dễ nhưng mà nhiều cái nó già quá rồi thì nó không ra dễ được nó đẻ con ra thì con nó mới ra dễ nhá cái này các bạn cứ chơi đi chơi khoảng một năm là các bạn hiểu ngay vấn đề còn bây giờ này cái này mình chia sẻ cái kích cái, 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 cái hoa thì không phải là kiếm khác hay là cát khác hay là nan gì khác nhé bây giờ như này à, mọi người chơi ấy, thì chỉ có cây kiếm này cây cát này là cần thôi cần kích thôi chứ còn thực chất ra những cái cây kia đến mùa nó khỏe tự khắc nó ra đấy là em chia sẻ thật đấy cái trường hợp mà ví dụ chơi dưới mái tôn ấy, thì có rất nhiều trường hợp nó không ra vì thiếu nắng thiếu gió thiếu luôn cả dinh dưỡng luôn mọi người có tin không có nhiều người ấy treo lan ấy cả tháng mới tưới một lần nhiều khi nhìn thấy cũng không tưới vì bận ấy không không thể trách họ được vì đấy là từng điều kiện từng hoàn cảnh của người chơi bây giờ đi làm 9 giờ về nhà chín giờ tối ấy, thì nói thật chứ mình cũng không muốn tưới chứ đừng nói là người ta nó là như vậy đấy nên là bây giờ mình ai có thời gian ấy, thì mình chăm thôi chứ làm bây giờ thì chơi thì nó dễ rồi à, ví dụ như chậu này nếu mà như mọi năm mới cứ để ấy, thì rơi vào tầm tháng năm thì nó ra hoa nhưng mà em kích ấy, là vì em dùng cho cát mà thế là em tưới cho nó luôn em tưới gốc luôn đấy. lấy uh, múc gáo tưới vào gốc luôn đấy. Múc ví dụ uh, như cái gáo này. Múc tưới vào đây luôn đấy, chứ không phải là phun 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 đâu. Em <laughs> chăm này nhiều khi vào mọi người bảo ơ ừ, mày trồng cho nó chết à? Chết kiếm chết làm sao được. Em nói thật luôn kiếm không chết được. Mọi người có tưới vào thì nó cũng chảy hết đi mà. Nhưng mà hòa đúng liều lượng thôi, đừng có hòa đừng có đưa cả cái chai đổ vào làm gì cả. Mọi người có hòa đặc thì nó cũng hấp thụ được có bằng đấy thôi Cây nó hấp thụ được bao nhiêu nó hấp thụ chứ không phải là cứ cho nó ăn nhiều này nếu mà mọi người muốn nó tốt nhanh ấy, thì mọi người tăng cái thời lượng ví dụ như là em bảo một tuần đấy thì mọi người ba ngày một lần hoặc năm ngày một lần nhưng mà để làm gì để mình thêm thời gian chăm sóc nó à mình chơi nó hay là nó chơi lại mình nếu mà cứ ba ngày một lần vậy là nó đang chơi mình đấy một tuần một lần xong rồi giãn ra 10 ngày một lần thậm chí một tháng ba lần thôi không cần nhiều giãn ra cứ giãn ra giãn dần ra thời gian đầu này thì cây mới trồng thì có thể em có chia sẻ bảo là cái người nào mà ham muốn quá ấy, thì em mới chia sẻ là 5 ngày tưới một lần còn không em cứ bảo 7 ngày một lần nếu mà em chia sẻ với mọi người đúng không ba ngày 5 ngày thì mọi người dùng hết nhiều mọi người lại mua nhiều đúng không kể cả không mua của em thì mua của người khác thì cũng phải là mọi người mua nhiều không thì có phải những người bán hàng như em là có lợi đúng không nhưng mà tội gì phải như vậy mình chơi nó mà có phải là nó chơi mình không ba ngày một lần ngày nào cũng tưới nước rồi thế có phải là mình đang bị nó chơi không đúng không nên là bây giờ mọi người chơi để xác định là mình chơi nó tao tưới cho mày ba lần mày ra lụ rồi ờ ừ, thôi được rồi tao tưới cho mày lần nữa cho vòi hoa nó dài ra cho nó sáng màu ví dụ như em có thời gian mọi người không thể so bì với em được còn ví dụ không có thời gian đúng không kể cả ở mày ra rồi tao không tưới nữa tưới nước thôi cũng được cũng không sao cả nhưng mà có thời gian tưới thì nó vẫn đẹp hơn đẹp hơn chứ nếu mà chăm sóc thì nó đẹp hơn chứ còn không có thì thôi đấy còn cái dòng cát này dòng cát này em hoàn toàn dùng cái này luôn không thì em có bảo mọi người rồi đấy mọi người phun tất cả các loại lan là kích dễ với lại cái NBK siêu lân 95510 này thì mọi người dùng cho cái này cũng được đừng có quan tâm là phải dùng giống như ông Lam vì cái cát của em nhiều mỗi lần em hòa là hai nọ này này đấy mỗi lần em hòa hai nọ này đấy. thì bây giờ như này nhá cái chai này mà dùng cho kiếm này cho cát này thì mọi người cứ hòa à nếu mà có em cứ tính như thế này một chai này là hòa được 100 lít nước này. Với lại năm gói này là 100 lít nước thì mỗi lần em em dùng ấy là em hòa 10 gói này với lại hai chai này. Thừa ấy, khi cuối cuối rồi ấy, thừa phun đủ rồi ấy thì em tưới cho cái bọn kiếm này, hoa hồng này. Đấy. Còn nếu không thừa ấy thì thôi, hoa hồng cho nhịn luôn, kiếm cho nhịn luôn. Mình chơi mà. Kiếm này bây giờ mọi người bảo em bán ship đi. Em nói thật luôn. Ví dụ bây giờ cái chậu này bán căng thật, thật thật sự là cái giá thật căng ấy. may ra được một triệu cái cây này ngày trước mua cũng đắt cây này là cây này là trắng trắng cái cong trước cái lúc đỉnh điểm mới mua cũng mấy trăm nghìn một thân bây giờ là căng lắm thì được một triệu thôi chứ còn bảo bán một triệu có người mua ngay ấy, không có đâu em nói thật thế kể cả giống như bảo duy bạch tuyết ấy, bây giờ bán năm mắt ngủ à ba mắt ngủ hay năm ba mắt ngủ à, một triệu bốn trăm nghìn đã ai mua đâu bảo duy đây ngày trước tiền tỷ đấy ví dụ như chậu này bây giờ một triệu bảo em gói vào xong em gửi đi thật rồi em em chịu rồi thật, em không không có gửi được gửi xe thì may ra nhưng mà thôi để chơi thôi. thì đấy ví dụ như chậu này em hòa em tưới là ba lần ba lần bắt đầu ra hoa từ cái lần thứ ba đến giờ là nó mưa nhiều quá em không tưới luôn vẫn để ngoài có hai chậu một chậu to lắm một chậu vị hoàng to lắm không mang vào đây được không bê được chậu này là chậu nhựa em còn bê được cái chậu gốm thì không về em nói thật luôn bây giờ chơi kiếm ấy cái tiền mà tiền mua chậu ấy, cái chậu mà mọi người mua mấy cái chậu mà người chơi họ trồng chậu kiếm đâu còn đắt hơn tiền kiếm nếu mà mua giá thể new zealand nữa còn đắt hơn tiền mua giá thể ấy. đấy là một cái gì đó mà nó cũng có lợi cho người chơi bây giờ siêu tầm giống nó rẻ thôi nhưng mà bây giờ em chưa tách được em cứ để cho đẻ khi nào ra tới mặt chậu này thì em tách thì chia sẻ cho mọi người sau còn về cát thì em có chia sẻ này đừng có quan tâm là cây nó to hay nó nhỏ nhé dùng cái này luôn kể cả là cái này mọi người dùng cho phi điệp cũng được mà nó càng cứng thân cứng cây khỏe cây thôi còn mọi người dùng cái 30 10 10 ấy có nghĩa là mọi người theo trên sách vở ấy, thì đúng là đầu mùa phát triển khi mà phi điệp mới lên mầm ấy, thì dùng 30 10 10 nhưng mà dùng 30 10 10 cây nó lõn nào quá đến mùa mưa xuống cái lá nó non nó cực kỳ mỏng nhé nó lõn như kiểu cái lụ hoa này này đây như cái lụ hoa này, này giọt nước mưa mà nó rơi mạnh vào ấy nó xước ra phát là đủ thối rồi chưa nói đến con ruồi vàng nó chích một phát là thối mà ruồi vàng đã chích thì không cứu được ruồi vàng đã chích vào chỉ có thối thôi nó chích vào là nó đốt cái cái ấu trùng của nó vào đấy xong rồi cái ấu trùng đấy nó giống như kiểu là nó phát triển nó lên thì nó thành tiếp tục lại một cái chu kỳ hóa thân thành một con ruồi vàng nữa. mọi người tìm hiểu đi em chỉ nói như vậy để cho mọi người hiểu thôi con ruồi vàng mà nó đã chích vào thối không có thuốc nào chữa được vì khi nó mới chích ấy đã ai phát hiện ra đâu? khi nó thối rồi mới phát hiện ra mọi người có để yêu, đầy người hỏi em ấy, khi nó thối rồi mọi người mới hỏi em à chứ còn thực ra khi nó mới chích vào ấy, uh, tuần đầu tiên, ngày đầu tiên nó chích vào, một tuần sau phát hiện vết thối ra, thì lúc đấy mọi người phát hiện ra, kể cả em cũng thế thôi, làm sao mà em mắt em mà nhìn được cái vết con ruồi vàng nó chích vào? chỉ khi nào mà mình nhìn thấy con ruồi vàng nó còn nó chích vào nó bay đi rồi ấy, ông thánh ông thần nào nhìn ra được? khi nó thối rồi mới phát hiện ra mà, còn phát hiện ra thì không cứu được chỉ có khoét cái vết chích đấy đi thôi đấy là em chia sẻ rất thật như thế mọi người đừng có tin là thuốc của anh vết thối chỉ cần phun qua phát là xong xong bằng niềm tin Còn ruồi vàng nó đã đốt vào là thối khoét không xa ra nhá thậm chí nó còn vẫn còn thối khoét khoét rộng nha ví dụ vết thối nó bằng bằng ngón tay út này thì mình khoét gấp đôi nó ra vì cái chỗ nó chưa thối mọi người đừng có nghĩ là nó không thối nó lan ra vi khuẩn nó đã nhiễm ra rồi là nó sẽ thối đấy còn cái này thì đơn giản lắm. nếu mà mọi người muốn kích kiếm kích cát mờ cây khỏe rồi đấy ví dụ này này hoặc như này này đây này mọi người nhìn thấy cái mầm này không cái mầm bên trong này không đây này cái mầm này này đấy em cứ cho ăn cái 424 này thì em đảm bảo là có hoa ví dụ như cái này này nên mèo có lụ có nhân mèo có nhân bây giờ nhỏ mọi người không nhìn thấy được vài bữa nữa mọi người nhìn thấy đấy nó có nhân là có nhân là cái lụ ở bên trong ấy còn cái này là cái vỏ bọc cái lụ thôi chứ mọi người đừng nghĩ là nó lên mèo là nó ra hoa nhá không có đâu chỉ có cát mini thì mới dễ được như vậy thôi còn cái cát đại này cát mini thì em chia sẻ mọi người là cát mini là nó so với cây cát đại thôi chứ còn bông nó còn to gấp mấy lần bông kiếm này to gấp mấy lần bông phi điệp gấp đôi gấp ba bông phi điệp chứ đừng nghĩ là cát mini là nó bé tí nhá nó chỉ nhỏ hơn so với dòng cát đại thôi nó chỉ so với bông cát thôi chứ đừng so nó với bông phi điệp nó là mini nhưng mà nó vẫn to hơn phi điệp nhiều là à, dùng cái này đấy em dùng kích dễ với lại cái, cái 424 này thôi à, em chia sẻ là chia sẻ như vậy còn mọi người mua ủng hộ thì em có bán nhưng mà ví dụ mà bạn nào mà vườn mà ở dưới mái tôn ấy, thì em nói thật luôn cũng khó lắm vì nó không có lắng mọi người phải chấp nhận bây giờ cái cây quan trọng nhất là cái gì đủ lắng đủ gió chứ bây giờ mọi người mà đem cái cây ví dụ trồng rau ăn lá ấy, ở dưới sân thượng ấy, ở dưới dưới mái tôn ấy thì còn vẫn ăn được lá bây giờ mọi người trồng là cây để ra hoa để đậu quả cái này là dùng cho cây ăn quả đấy nên là nó không có chuyện hàng nhái đâu nó cây ăn quả thì phải có nắng có gió chứ cây ăn quả mọi người thấy ai trồng hoặc kể cả họ trồng trong nhà kính luôn thì họ vẫn phải thắp điện để đáp ứng được cái nhu cầu là nắng và nhiệt độ họ điều chỉnh được chứ, chứ không phải là mình để ở dưới mái tôn xong rồi mình thích nó ra hoa là ra hoa làm sao mà thích được cây này mà để dưới máy tôn nhưng mà chăm còn cho cái hàm lượng đạm cao ấy, thì nó chỉ đẻ con mà cái lá nó không cứng được như này đâu lá nó sẽ như này này đây này à, cho mọi người xem à, cứ bảo làm sao cái lá nó eo ọt đây này đây này nó thiếu lắng này nó bị mấy cái này che hết đi mà thì nó phải ăn ra cái chỗ đằng này đằng này không có cái gì che cả trên này là nó bị mấy cái này che hết rồi thì nó sẽ ăn ra đây mà dưới máy tôn thì nó sẽ eo ọt nó sẽ mềm nó sẽ ỉu siêu như thế này này đâu nhỉ đây này lá mà dưới mái tôn nó sẽ như kiểu này này đấy mọi người nhìn thấy không đấy 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 nó sẽ xuống cái này vì sao vì thiếu nắng còn cái chỗ này của em cái lá này là bị gãy bị do em làm rơi thế thôi có mỗi lá này thôi còn đấy nó thiếu nắng thì nó sẽ như thế này này mọi người cứ thắc mắc bảo sao vì chỗ này nó che hết nắng rồi mà mé này thì lại không có cái gì che cả thì nó sẽ ăn ra này vài bữa cái lá này nó sẽ lại ăn hết lên chỗ này này bản chất của cây là nó sẽ đâm thẳng lên trên nhưng mà ví dụ bị che đây thì nó sẽ tạt qua đây tạt qua đây xong rồi nó sẽ hách lên mọi người yên tâm cây này cái này lá này nó sẽ hách lên cái cây này là dòng lô hội nên là lá nhỏ lắm lá này là cũng thuộc dạng to rồi đấy nếu mà lá này mà so với lại cây tiên vũ mà bạn nào không chăm được thì lá này nó cũng bằng lá tiên vũ rồi đấy đấy nên là cái này ấy uh, chậu này thì hiện tại là em đang nhìn thấy thôi những cái nào nhìn thấy đây này nhìn thấy là như thế này này đây này đấy đây là mầm hoa này thì em đang nhìn thấy là vừa nãy nay chim thì em bảo là 6 nhưng mà vừa nãy em đếm kỹ ra cả mấy trong ấy thì nó là đang là 8 rồi còn những cái chưa nhìn thấy chưa khi nào mà nó dài ra hẳn như này này thì biết được đây này có nhiều bạn nó ra như này nhá xong rồi bị ruồi vàng đốt cứ đi cuồng cuồng nên hỏi mua thuốc để phun còn ruồi vàng nó đã đốt rồi thì phun cái gì bây giờ chỉ có phun cái thuốc đuổi côn trùng ấy thuốc mũi ấy để cho nó không về đây nó đốt cây này nữa thôi chứ bây giờ nó bị đốt rồi nó rụng rồi thì có thuốc gì chữa được chả có thuốc gì chữa được à em bán thật nhưng mà em cứ chia sẻ như vậy cho mọi người dễ hình dung khi mà nó chưa bị đốt ấy thì không sao nhưng mà khi mà con rùa vàng đã đốt vào rồi kiểu gì cái lụ cũng dụng đấy tiết kiếm, còn kích thì như này này khi mà mọi người muốn kích ấy, thì em khuyên thật mọi người cứ cắt nước đến một tuần đi. trước khi dùng thuốc một tuần thôi đúng một tuần thôi đừng có nhiều vì mùa này mà mọi người cắt một tháng là vứt đi đấy là ối rồi ôi đấy là lại bảo thằng nam nó chỉ cắt một tháng mùa này là chết em đấy là mọi người chửi em úi rồi luôn một tuần thôi nhá sau một tuần tưới nước xong rồi hòa phân ra tưới cho nó phun qua lá này bình thường vẫn phải phun qua lá nhưng mà tưới đậm vào cái gốc này này thì nó mới ngấm được vào dễ chứ mọi người phun bay bay ấy thì nó chỉ ướt cái vỏ thông bên trên này thôi cứ lấy gáo múc đổ vào thì nó mới xuống được cái dễ chứ phun bay bay mà nhìn thấy cái vỏ thông này ấy nó ướt ấy thì nó chỉ ở trên cái vỏ thông này thôi mà đây là vỏ nhãn ai ăn vứt vào đây của em ấy đấy còn tưới thì em cứ tưới khi nào nước nó chảy ra ngoài này đậm thì em mới thôi thì nó mới đủ ẩm chứ còn ví dụ tưới mà nhìn thấy cái lá này nó ướt nhìn thấy cái mặt chậu nó ướt là thôi ấy, thì bên trong này nó khô giòn. cái vỏ thông này nó nhiều thì nó đây mọi người cứ hình dung này tưới vào đây thì nó tạt qua bên này tạt qua bên này có miếng vỏ thông nữa lại tạt qua thì cái chỗ dưới này đâu có ướt đâu đúng không đấy đơn giản chỉ có vậy thôi còn phương thuốc mọi người cần thì cứ liên hệ theo số điện thoại của em cát riêng dòng cát dòng Denzo em nói thật mọi người cứ dùng loại này còn nếu mà mọi người đang dùng cái siêu lân 9550 này này NPK 9550 hàm lượng đạm nó ít ấy, thì mọi người cứ dùng đi vì có em chia sẻ rồi có nhiều phi điệp nhiều trầm thì mọi người cứ dùng còn bây giờ những cây phi điệp này cây trầm bây giờ nó chưa ra hoa ấy, đừng có nóng vội có nhiều cây nó ra muộn có nhiều cây nó ra sớm chứ không phải là cứ thấy người khác ra là của mình phải ra muốn nó sai hoa ấy, thì phải chăm từ bây giờ để sang năm nó sai hoa chứ bây giờ mà nó đang có lụ rồi bảo phun cái gì để cho nhiều hoa thì em chịu không có cái thuốc gì đâu thật em chia sẻ như vậy giống như nhiều người bây giờ bảo ủa sao cây à em chăm cái cây cáo em phun cái này để kéo dài vòi hoa ra thì năm ngoái cũng thế có nhiều người hỏi em là ồ hoa của anh nó ngắn lắm bây giờ phun cái gì cho nó kéo dài ra luôn lở hoa ra rồi xong vẫn còn hỏi em là phun cái gì để, để kéo dài ra ví dụ nó đang lụ mới ra lụ tầm này thì còn phun thì còn ở ừ, hy vọng kéo dài được chút chứ nó lở hoa rồi xong cái hỏi em thì phun gì nữa nó lở rồi nó kéo dài ra để làm gì nữa phun vào có tác dụng gì nữa nên là bây giờ ấy, dòng cáo này trồn này sóc này tam bảo sắc trắng này rồi nhạn này dòng dáng hương đấy mọi người phun vào để kéo dài và hoa ra vì bây giờ cái cây nhạn 4 l và nhạn tháng 8 thì nó chưa nhú lụ nhưng mà cứ phun đi cứ phun đi để đến khi nó ra lụ nó khỏe và nó dài sáng màu thế thôi chứ còn không phun thì vẫn được mà có nhiều người cái nhạn tháng 8 thì cứ đi so bì cái ông phun thì tất nhiên là hoa của người ta nó phải dài hơn cứ bảo, cứ bảo hoa của người ta không phải hoa tháng 8 Ô, khổ thật đấy nó lở vào tháng 9 cuối tháng 9 rồi vẫn bảo hoa không phải hoa tháng 8 cái đấy thì thôi bây giờ mỗi người một suy nghĩ không thể nào mà ép suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghĩ giống mình được nên là em chia sẻ thì chia sẻ như vậy còn ai nghĩ như nào kệ vì bây giờ đơn giản này nhé tất cả chúng ta ở đây bây giờ là chơi hoa lan chơi hoa lan chứ không phải là không phải là kinh doanh lan đột biến đã chơi thì cũng chỉ là chơi vì hoa lan chứ cũng chả hơn thua về cái gì cả ví dụ bảo ông này giàu ông kia nghèo giàu nghèo liên quan gì đến việc chơi hoa lan ông giàu thì ông chơi của ông mà tôi nghèo tôi chơi của tôi nó chả liên quan gì đến nhau chả ảnh hưởng gì với tới nhau cả ông không thích chơi với người nghèo thì thôi kệ ông, ông đi tìm người giàu mà chơi hoặc ông không thích chơi với người giàu ấy thì ông đi tìm những người mà hợp với ông mà chơi còn em thì bình thường ví dụ ai chơi hoa lan là chơi hoa lan em chỉ khuyên một cái là đừng để lan nó chơi thôi ví dụ hôm nay mưa thì thôi kệ nó cứ vào nhà ngủ đi giống như em ấy đơn giản thôi nhá ví dụ mỗi tối em live mọi người ấy là em kiếm được tiền đúng không nhưng mà đâu phải cứ thấy cái tiền là lao vào đâu có nhiều hôm em vẫn ngủ kệ ai nhắn tin em còn kệ đau thì thôi mình nghỉ chứ làm sao mà nhất thiết là cứ phải vì tiền lao vào đấy làm gì đấy nên là vui thì làm khỏe thì làm còn đau thì nghỉ thế thôi đơn giản thôi giống như hoa nạn thế thôi thích thì chơi không thích thì thôi giống như cái cây cây mini đấy có nhiều người bảo em như thế này à, trên top top của em đấy à, mọi người có nhiều ông thì em cũng chả biết là ông ấy hiểu biết đến đâu nhưng ông ấy nói câu này chơi cây là phải lá nhỏ của mắc mớ gì tôi phải theo ông là chơi là phải lá nhỏ tôi thích cây sung này tôi chơi lá nó to tôi thích cây lá nhỏ thì tôi chơi cái sam hương này lá nó nhỏ làm sao tôi phải chơi cây lá nhỏ làm sao tôi phải chơi cây lá, chơi cây lá to tôi thích cái gì tôi chơi cái đấy tôi chơi mà chứ tôi có bán đâu ví dụ bây giờ bán thì còn phải chiều theo khách hàng chứ còn mình chơi là phải chiều bản thân mình đã chứ đừng có nghe ông nào bảo là phải thế này phải thế kia ví dụ mọi người cũng thế thôi có nhiều người hỏi em là vậy anh thích nan đột biến lắm anh thích bảo duy lắm anh thích uh, bạch tuyết á em bảo em không có thì tôi anh thích thì anh phải đi tìm chỗ khanh mua thôi em không có thì em bảo em không có chứ đừng có nghe đừng có bảo là ừ thôi anh ơi chơi gì cái kể cả em có nói là anh ơi đừng chơi mấy cái loại đấy anh chơi phú thọ đi anh chơi nan cát đi em có em bán cho anh xong rồi mọi người cũng mua không em quyết thật đừng có mua mình thích bạch tuyết thích bảo duy đi tìm bạch tuyết tìm bảo duy mà mua đừng có tin là nam nó bảo ừ anh ơi đừng chơi đấy mình thích mình cứ đi tìm mà mua bây giờ giá nó rẻ luôn. đúng không cái đấy là một cái rất thực tế làm gì mắc mớ gì ông ấy bảo phải chơi ná nhỏ tôi không thích ná nhỏ tôi chơi ná to đây làm sao đúng không đấy là em chia sẻ thật đấy là mình chơi cho bản thân mình còn mình bán ấy bảo là ví dụ bảo anh thích cây ná nhỏ tìm cho anh một cây ná nhỏ ở ờ, đây anh ơi cây này ná nhỏ anh có thích không em mới tỉa đi vài bữa nó ra răm nữa càng tỉa thì ná càng nhỏ anh thích thì em để cho anh đấy là một cái đúng không đấy là bán hàng đấy chiều khách hàng còn cái việc mình chơi mà mình thích ná to mà người ta bảo phải ná nhỏ mình cũng đi chơi ná nhỏ thế là đang chơi cho ai chơi cho người ta hay chơi cho bản thân mình đúng không nên là em bảo rồi mình chơi ấy thì miễn sao thứ nhất là bản thân mình phải thích thứ hai là nó phải phù hợp với mình đã có điều kiện thì chơi còn có như nào chơi như thế mình thích là được chứ đừng có nghe nghe ông nam xe An ông bảo này à phải chơi phú thọ phải chơi đo không có cái chuyện đấy đâu có nhiều người họ chỉ thích denzo thôi thì họ chơi denzo không có họ không mua vui vẻ đi chơi vẫn là những người chơi nam với nhau vui vẻ đi làm sao mắc mới gì phải đi soi mói phải đi chê người này chê người kia video chia sẻ là về phân thuốc như vậy còn mọi người dùng à, cái quan trọng nhất là mọi người phải đáp ứng được cái nhu cầu về thời tiết đấy đủ nắng đủ gió đủ độ ẩm thì cây phát triển còn phân bón chỉ là hỗ trợ thôi còn ví dụ ai cần thì cứ liên hệ em có nhưng mà em bảo rồi đấy dưới mái tôn đấy thì thôi mọi người cứ chăm cho nó đạt đi đã phun thì vẫn phun được nhưng mà nó sẽ không được nhanh như là cây ở ngoài nắng đâu nhá đấy là em chia sẻ thật như thế rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé